Hello, chào các bạn. Hôm nay mình được ông anh là gọi là tay văn nghệ là cách nay là 30 năm nha. Là anh Ba Thắng có đến mình để thử âm thanh nào ha. Đây, hôm nay mình hát thử cái lo là bốn tấc đôi phi thiền ha. Sử dụng hai bát 40 và hai chát. Không gặp tường tình đã cũ, mây bay bao năm tường mình đã quên, như mưa bay đi một đời thương nhớ. Em ở bên kia có còn mong lắm ngày một lần bơ ngơ, quên đi quên đi mong mong buồn bên lâu, nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn còn trong ta cả một trời yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hình như em đã. Quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về, như anh hôm nay thấy lòng thiệt nhớ. Mười năm không gặp, mười năm nhớ cho nhau. Giờ là hoa khôi.
anh em gấp liền. Hay quá. Hay, lo hay quá anh ơi, chở em gái nha. Em đợi như cánh diều băng xa, vẫn lang thang như người không nhà. Đã cho em nghe buồn nghe ta, người yêu ơi em chắc đang vui. Nào em đi anh rất đơn côi, gom góp kỷ niệm giây phút tình chia môi. Còn ngày chưa em đừng hề trong vô tình mãi mãi yêu anh. Đến ngày này anh đâu buồn phiền khi em quay mặt cho anh bỏ buồn trong nước đua. Em ơi em ơi, còn ngày chưa em đừng hề trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi. Từ ngày này anh đau tiếc lòng không bao lòng chẳng thấy vui hồng em vương cứ lang thang như kẻ điên khùng biết đi đâu đêm dài mơ làm sao quên khu phố ngồi bên nhau nghe lá me rơi nay cách nhau rồi anh buông tay mình con kia muốn quên quên trời quên người mới lang thang như kẻ nào trời cho anh con số không may để em mang lấy đi của ngày anh chỉ ra nhỏ cho chiếc tàu em qua. Cho
chuyến tàu em qua. Bước lang thang như cái đêm buồn tiếc đêm nay đi về nơi đâu. Sẽ một ngày chín chín tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo ăn. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, hết cay dằn với lý hào sâu, lâu chung mai với những địa lâu đã bao phen. Mau anh tuôn cho còn lại đêm mai bây giờ. Trà chúng ta này ôi xanh nở sông núi đồi. Anh trở về quê, trở về quê tìm tôi thơ mộng năm nào. Cuối cùng đường nước cùng đàn trâu, với cây đa khói cúc hàng cao, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vẫn chẳng anh trở thành hoang phế lông. Rồi em sẽ tìm căn nhà xưa, rồi em sẽ đón cha mẹ về, rồi em sẽ trang thăm nhà em với biển cầu, với biển cầu ta làm lại từ đầu. Rồi em sẽ tìm em thì thăm mồ bia kính trong nghĩa địa buồn, bàn anh đó đang say vui. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương lớn bao la. Chốn chùa làng xa chiều lại vang, tiếp tay lên thắp mối tình thương. Bác cơm đau thắm mối tình quê, có con trâu, có nương sâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Phải quay phim rồi, đăng chút đăng lên, có video để đăng chứ. Dàn nhạc hay quá con ơi. Hồi đó giờ ánh ca đó mà thấy ánh ca cái ghé ra mà hay quá. Ngày mai sẽ mua một cái. Ai có nghe tiếng chim kêu vang, ai có nghe tiếng vang, tiếng vang tiếng vang theo hồn vương vàng. Anh nhớ em về
ai. Buồn thiếu tiếng chim kêu vàng, ai có nghe tiếng vàng, tiếng vàng tim vàng heo hò. Cánh bước ta thương, nhớ sao cánh sao quên bàn. Anh nhớ em đêm ngày, anh sẽ về, sẽ về. Có làm em không, có
lòng em nhớ, nhưng khi miệng bạn nồng này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lơ, chùa thần tiên chấp cánh, xuân đau người tình chi. Con đường ai yêu lỗi, ai yêu nhiều. Người em tôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Xin cảm ơn cái giọng âm thanh của Thanh Công, giọng điện tử của Thanh Công rất là tuyệt vời, rất là dễ thương. Âm thanh quá ngọt ngào lắm. Xin cảm ơn. Trời làm gió, cây khô thì sáng bớt người ta.
hay quá thôi. Ngày mai chở em nha. Rồi chú Bình nói nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chấp bạn thân. Bao năm không vương vương đương người, em vương người vậy thôi. Anh không thương em xa vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
subscribe.